thuộc hàng kiệt tác của văn học cổ điển Trung Quốc, Hồng Lâu Mộng không chỉ là lời phê phán thâm sâu đối với xã hội phong kiến mục nát, mà còn kêu gọi sự tự do, bình đẳng cùng giải phóng cá tính cho mỗi con người, những điều vẫn có giá trị đến tận ngày nay. Nhắc đến những tác phẩm chuyển thể từ Hồng Lâu Mộng, hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến bản phim truyền hình năm 1987 với bản hóa thân kinh điển của Trần Hiểu Húc trong vai Lâm Đại Ngọc. Nhưng xét riêng về sự sát với nguyên tác, thì bản tân Hồng Lâu Mộng năm 2010 của đạo diễn Lý Thiếu Hồng lại hơn một bậc. Không chỉ thế, đây còn là bệ phóng cho nhiều tên tuổi đình đám như Dương Bịch, Triệu Lệ Dĩnh, Hoàng Hiên, Lý Thấm. Đặc biệt, màn thể hiện tuyệt vời trong vai giả Bảo Ngọc đã giúp Dương Dương chiếm trọn cảm tình của công chúng, trở thành một trong những sao nam trẻ hàng đầu showbiz. Đây được xem là vai diễn xuất sắc nhất của nam diễn viên, cũng là nhân vật đã mang lại rất nhiều cảm xúc cho mình. Giả Bảo Ngọc đặc biệt ở chỗ, thân là một thiếu gia quý tộc nhưng lại thường đi ngược lại khuôn phép nho gia. Ở một khía cạnh nào đó, có thể xem chàng ta như một nhà hoạt động nhân quyền hoặc nhà hoạt động nữ quyền thời cổ đại. Trên thực tế, đây chính là nhân vật được nhà văn Tào Tuyết Cần gửi gắm những nỗi niềm về nhân sinh và thời cuộc của bản thân mình. Trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng chúng mình tìm hiểu về nhân vật hết sức thú vị này nhé! Trong xã hội phong kiến, mọi hành vi của con người đều bị chi phối bởi lễ giáo. Theo đó, đàn ông phải tuân theo tam cương ngũ thường, phụ nữ phải giữ vững tam tòng tứ đức, thứ tự trên dưới phải phân chia rạch ròi, vậy thì xã hội mới được yên ổn. Có thể thấy, về bản chất, lễ giáo là công cụ để tầng lớp thống trị xác lập tôn ti trật tự, củng cố vị thế của bản thân. Những thế gia vọng tộc như nhà họ Già cũng không ngoại lệ, họ dựa vào lễ giáo để duy trì cái uy của người bề trên và bảo vệ nó rất quyết liệt. Thế nhưng, Già Bảo Ngọc, một người thuộc tầng lớp quý tộc, lại thường xuyên đi ngược lại lễ giáo. Chẳng hạn, phái nam dùng nhiều khuôn phép nghiêm ngặt để ước thúc, trói buộc phái nữ, khiến quan niệm đề cao nam giới xem thường nữ giới ăn sâu vào tiềm thức của cả một thời đại. Vậy mà, Già Bảo Ngọc mới lên 7, lên 8 đã thốt ra rằng xương thịt của con gái là nước kết thành, xương thịt của con trai là bùn kết thành. Tôi trông thấy con gái thì người tôi nhẹ nhàng, khoan khoái, trông thấy con trai thì như bị phải hơi dơ bẩn vậy. Chàng coi trọng bậc nữ nhi hơn xa cánh mày râu. Lý do là bởi Bảo Ngọc từ bé luôn luôn ở chung với đám chị em. Chị em ruột thì có Nguyên Xuân, Thám Xuân, chị em thúc bá thì có Nghênh Xuân, Tích Xuân, chị em ngoại thì có Tương Vân, Đại Ngọc, Bảo Thoa. Bọn họ ai ai cũng tài sắc vệ toàn, ai ai cũng có tâm hồn đẹp đẽ, khiến chàng ngưỡng mộ. Đến cả đám nha hoàn như Tình Văn, Tập Nhân, Bình Nhi cũng hoặc dũng cảm chân thành, hoặc dịu dàng chu đáo, hoặc tốt bụng vị tha, hết lòng quan tâm chăm sóc cho chàng. Ngược lại, những người đàn ông trong nhà họ Già hoặc cứng nhắc thiển cận, hoặc tham lam ích kỷ, hoặc gian tà dâm dật đều khiến chàng thất vọng sâu sắc, chỉ muốn tránh đi thật xa. Già Bảo Ngọc thậm chí còn thế thệ vì bản thân là một người đàn ông, từ đó nảy sinh ý muốn học theo nữ nhi. Có thể nói, chàng đã bằng bản năng mà đặt cái thiện, cái đẹp lên trên thước đo nam tôn nữ ti của thế tục. Một biểu hiện khác của sự đi ngược lại lễ giáo đó là thái độ phản cảm của Già Bảo Ngọc với con đường công danh. Phải biết, tuy nhà họ Già phú quý tột cùng nhưng đã bắt đầu có dấu hiệu suy bại. Thế hệ con cháu cũng chẳng có ai nên thân. Bậc trưởng bối trong nhà chỉ đành dồn hết mọi hy vọng lên Già Bảo Ngọc. Họ mong chàng đỗ đạt làm quan, chấn hưng gia tộc. Linh hồn tổ tông trên trời còn nhờ tiên cô nơi ảo cảnh thái hư khuyên chàng chú ý vào đạo khổng, mạnh, dẫn mình vào con đường giúp đời, giúp nước. Nhưng Già Bảo Ngọc đã chứng kiến quá nhiều kẻ vì danh, lợi, quyền, sắc mà đánh mất lương tri, nên trong mắt chàng, con đường công danh gắn liền với sự dơ bẩn. Để giữ gìn bản tính thuần khiết, Già Bảo Ngọc tìm đủ cách trốn tránh sự sắp đặt của người lớn trong nhà. Vì lẽ đó, người ta thấy chàng suốt ngày chơi bời lêu lổng cùng các chị em. Mọi sự mắng mỏ, khuyên răn, thậm chí đánh đập cũng chẳng thể lay động chàng mảy may. Đối với Già Bảo Ngọc mà nói, vườn đại quan, nơi sinh sống của các tiểu thư trong Già phủ là nơi thánh địa, chốn đảo nguyên duy nhất chưa bị lây dính sự dơ bẩn của hồng trần. Già Bảo Ngọc sinh ra đã bị trói buộc bởi lễ giáo. Điều chàng muốn làm thì bị cấm không cho làm, điều chàng không muốn làm thì bị ép phải làm. Già Bảo Ngọc khát vọng tự do, mong thoát khỏi mọi xiềng xích từ luật lệ thế gian. Nhưng rõ ràng, khát vọng của chàng xung đột với hiện thực mà chàng đang sống. Do đó, trong mắt người ngoài, thậm chí cả người thân, Già Bảo Ngọc trở thành kẻ dở hơi, xí ngây, khờ dại. So với chàng, những cô gái trong vườn đại quan còn có ít quyền tự chủ hơn. Mặc kệ là tiểu thư hay nha hoàn, chẳng ai trong số họ được nắm giữ vận mệnh của chính mình. Bởi có thể đồng cảm với tình cảnh của họ, nên Già Bảo Ngọc nỗ lực biến vườn đại quan thành một nơi bình đẳng, tự do, khuyến khích những cô gái sống với cảm xúc thật, thể hiện cá tính của bản thân.
Đây là cách chàng hiện thực hóa một phần khát vọng tự do nơi đáy lòng. Giả bảo Ngọc từ bỏ những đặc quyền của giai cấp, sẵn sàng hạ thấp bản thân để dỗ dành nha hoàn của mình. Dùng túng họ không trên không dưới. Thậm chí, chàng còn muốn giải phóng họ khỏi kiếp nô tỳ, trả họ về với gia đình. Thế nhưng, tuy có địa vị, kỳ thực, giả bảo Ngọc chẳng có quyền hành gì trong nhà họ Giả. Chính bản thân chàng ta còn chẳng được tự do, nói gì đến giải phóng ai. Không giải phóng được họ đã đành, đến bảo vệ họ, giả bảo Ngọc cũng không làm được. Chốn yên vui mà giả bảo Ngọc hết lòng gìn giữ, chẳng khác nào lâu đài trên cát, chỉ một cơn sóng là có thể phá hủy tất cả. Giả bảo Ngọc xem vườn đại quan là nơi trú ngụ cho linh hồn cô độc của mình, nên sợ nhất là một ngày kia, hết thảy sẽ tan biến. Bởi lẽ, không còn vườn đại quan, chàng sẽ phải đối mặt với hiện thực tàn khốc bên ngoài. Nhưng chàng cũng hiểu, sự chia ly là lẽ tất nhiên, không thể tránh khỏi. Giả bảo Ngọc từng nói, nếu có phúc, gặp được lúc các chị em đủ mặt ở đây, mà chết ngay đi, lại được nước mắt các chị em chảy ra thành một con sông lớn, buông xác tôi thành xuống đó lềnh bềnh, trôi đến một chỗ rất xa xăm, không có chim ho cỏ gáy, rồi theo gió mà tan đi, không bao giờ hóa kiếp làm người nữa. Như thế là tôi chết đúng lúc đấy. Chàng cho rằng chết khi chưa phải nếm trải ly biệt là một điều may mắn. Và một khi chết rồi, chàng thả hóa thành tro bụi, vĩnh viễn tan biến, cũng chẳng muốn lại đầu thai làm người. Điều này cho thấy giả bảo Ngọc tuyệt vọng nhường nào trước cuộc sống. Nỗi sợ của chàng với hiện thực còn lớn hơn cả nỗi sợ hãi tử vong. Trong mắt người đời, giả bảo Ngọc là kẻ ngây ngô khờ khạo. Bề ngoài thì xinh đẹp, mà bên trong thì hồ đồ. Họ cười chàng, chính mình bị bỏng tay, lại đi hỏi người khác có đau không. Họ cười chàng, bị mưa to ướt như con gà luộc, mà lại bảo người khác mưa to đấy, tránh đi mau. Cha của chàng là Giả Chính, thì xem chàng là phường háo sắc, chỉ biết chơi bời lêu lỏng, nên hơi tí là đánh làm mắng. Dù thế, Giả Bảo Ngọc chẳng hề bận tâm. Họ xem chàng như vậy, đơn giản là vì chàng đã dành trọn trái tim cho những cô gái trong vườn đại quan, đến mức nhiều lúc quên đi chính bản thân mình. Giả Bảo Ngọc tôn trọng cá tính khác nhau của mỗi người, thấu hiểu những nỗi niềm chua xót của họ, thậm chí cảm nhận được nỗi đau mà bản thân họ cũng chẳng nhận ra. Tiếc thay, chính những người con gái mà chàng hết lòng bảo vệ, đôi lúc cũng hiểu lầm hành động quan tâm săn sóc của chàng là cử chỉ thiếu tôn trọng, không đứng đắn. Chẳng hạn, có lần Giả Bảo Ngọc thấy trời lạnh mà Tử Quyên mặc phong phanh quá, vì lo lắng nên đã giơ tay ra xoa, nhưng cô chẳng những không cảm động, còn trách chàng cợt nhả, tay máy chân tay. Nghe vậy, trong bụng Giả Bảo Ngọc như bị dội một chậu nước lạnh, đứng ngẩn người ra nhìn rặng tre. Tử Quyên bỏ đi rồi thì như người mất hồn, nước mắt chàng chảy ròng ròng. Chàng khổ sở như vậy đâu chỉ bởi chạnh lòng, mà còn bởi nỗi cô đơn không ai hiểu thấu. Nhưng khiến Giả Bảo Ngọc đau đớn nhất chính là việc những cô gái trong vườn đại quan rồi cũng chịu ảnh hưởng của thế tục, không ngừng khuyên bảo chàng thi lấy công danh. Đến đây, Giả Bảo Ngọc cảm nhận được niềm cô độc tận cùng của sự mọi người đều say, mình ta tình. Người duy nhất hiểu được chí hướng của chàng, cùng chung quan điểm với chàng là Lâm Đại Ngọc, nên chẳng trách chàng thân thiết với em Lâm hơn hẳn những người khác. Tuy nhiên, Giả Bảo Ngọc vì không nỡ làm tổn thương ai mà thiếu sự dứt khoát, còn Lâm Đại Ngọc vì mặc cảm ăn nhờ ở đậu mà không có cảm giác an toàn. Điều này khiến đôi bên tồn tại muôn vàn hiểu lầm cùng nghi ngại, mãi chẳng thể mở rộng cõi lòng. Do vậy, Giả Bảo Ngọc chỉ có thể cười khóc một mình những khi vắng người, hoặc trông thấy con chim yến thì nói chuyện với con chim yến, trông thấy con cá ở dưới sông thì nói chuyện với con cá, nhìn thấy sao tỏ trăng sáng, không thở ngắn than dài, cũng rên thầm gì kín. Càng như thế, người ta càng cho chàng si dở, coi những lời chàng nói là khùng, là điên. Bất kể những cô gái trong vườn đại quan khiến Giả Bảo Ngọc đau lòng ra sao, đây cũng là chốn duy nhất khiến chàng cảm nhận được chút vui sướng ở đời. Bởi vậy, Giả Bảo Ngọc coi vườn đại quan là nhà, chút vào đây mọi tâm huyết cùng tình cảm. Thế nhưng, ngày vui ngắn chẳng tày gang, chốn đảo nguyên trong lòng chàng cuối cùng cũng không tránh khỏi sự nghiền nát vô tình của thế tục. Hết chuyện Kim Xuyến nhảy xuống giếng, Vương Tam Thư cắt cổ, Vương Nhị Thư nuốt vàng tự sát, lại đến Vương Phu Nhân nghe lời dèm pha, khám xét cả vườn đại quan, dẫn tới Tỉnh Văn phải chịu ô danh, ôm hận mà chết. Dần dần, kẻ tri âm Lâm Đại Ngọc trở thành nỗi vấn vương duy nhất của chàng với cuộc đời. Nhưng số phận nghiệt ngã đã dập tắt cả tia hy vọng cuối cùng này. Từ đây, Giả Bảo Ngọc từ bậc trí tình biến thành con người hờ hững. Thi đỗ cao là điều cuối cùng chàng làm để trả ơn sinh dưỡng. Một đứa con là niềm an ủi duy nhất chàng để lại cho người vợ tiết bảo thoa. Để rồi, Giả Bảo Ngọc xuất gia, dứt bỏ duyên nợ nơi trần thế. Nhưng rốt cuộc, đây cũng chỉ là cách để chàng trốn tránh hiện thực mà thôi.
Phải biết rằng, Giả Bảo Ngọc được dựa trên hình tượng có thật của Tào Tuyết Cần. Do đó, sự bất hạnh của Giả Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng cũng cho thấy nỗi bất lực của nhà văn trước thời đại phong kiến thối nát, đầy bế tắc. Tuy nhiên, dù nhân vật Giả Bảo Ngọc bị giới hạn bởi hoàn cảnh, chỉ có thể phản kháng yếu ớt bằng cách bỏ đi tu, nhưng kỳ thực, Tào Tuyết Cần đã chỉ ra lối thoát cho cả một xã hội. Theo đó, nhà họ Giả chính là ví dụ điển hình cho lẽ thịnh cực tất suy. Sức của một mình Giả Bảo Ngọc chẳng thể cứu nổi cái cây đã mục rũ từ gốc rễ. Muốn hưng thịnh trở lại, nhà họ Giả buộc phải phá rồi lại lập. Tương tự như thế, chế độ phong kiến đã phát triển đến đỉnh điểm, đi kèm là những tệ đoan ngày một khó sửa, nên không thể tránh khỏi giai đoạn suy thoái. Muốn hoàn toàn cải thiện nó, chỉ còn cách lật đổ chế độ cũ, tạo ra một chế độ mới. Có lẽ đấy chính là điều Tào Tuyết Cần muốn gửi gắm qua bài ca Hảo Liễu ở những chương đầu, rằng muốn tốt thì phải hết, không hết thì không thể tốt được. Ngoài sự lên án đối với lễ giáo phong kiến, câu chuyện về Giả Bảo Ngọc còn là lời nhắc nhở để ta biết trân trọng sự tử tế và chân thật. Rốt cuộc, thời đại đã tốt hơn nhiều rồi. Nếu con người còn đặt những chuẩn mực khuôn phép lên trên lòng tốt và sự chân thành khi đánh giá người khác, thì chẳng phải là một bước lùi lớn về mặt nhận thức hay sao? Cuối cùng, bi kịch của Giả Bảo Ngọc khiến ta hiểu được rằng muốn có được hạnh phúc thì phải biết đấu tranh cho nó. Giả Bảo Ngọc yêu Lâm Đại Ngọc biết nhường nào, nhưng chàng chỉ biết phó mặc mối duyên của họ cho số phận, trông chờ vào sự chấp thuận của người nhà. Giả Bảo Ngọc chán ghét sự suy đồi của xã hội, nhưng lại chẳng lập chí thay đổi hết thảy, mà chỉ biết trốn tránh trong vườn đại quan. Trước hiện thực trái ngang, liệu ta có nên buông xuôi bản thân như thế? Hay ta nên đấu tranh hết mình cho hạnh phúc, để dù có thất bại, cũng không uổng một kiếp người. May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.